cả thế giới đang tất bật quay cuồng, thời gian như mất hút vào những việc không tên, mọi thứ dường như không còn nhiều ý nghĩa. Ngày qua ngày bận rộn, vội vã, những chuyến công tác hối hả ngược xuôi. Hãy tự cho phép chính mình có một khoảng thời gian và không gian thư giãn, lắng dịu nhịp sống, khám phá những miền đất mới, cũng như hồi sinh nguồn năng lượng tiềm ẩn của bản thân. Hãy cùng chúng tôi thực hiện hành trình theo những dòng sông, nhịp sống sẽ chậm lại theo dòng chảy êm ả qua những địa danh nổi tiếng của thế giới, cũng là những điểm đến trong mơ của bao người. Du lịch đường sông mang đến một phong cách du lịch mới, hoàn toàn thư giãn, không còn cảnh chạy đua với thời gian để nhận, trả phòng khách sạn. Du thuyền sang trọng như một khách sạn cao cấp, với phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi, với đội ngũ nhân viên tận tâm và chuyên nghiệp luôn theo sát phục vụ quý khách. Những cảnh sắc thơ mộng muôn màu, những làng mạc, đền đài, cung điện, những bình minh chói lọi hay hoàng hôn rực rỡ, luôn nằm trong tầm nhìn 360 độ, qua một không gian trong suốt, không hề ô nhiễm bởi khói bụi. Trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà con người thì đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thì thường thường họ có thói quen là đi cứ như là cưỡi ngựa xem hoa đấy. Một cái chuyến đi trong vòng có chục ngày, đi qua khoảng độ tầm 5-7 thành phố, mọi chuyến đi thì tôi nghĩ cảm giác nó rất là vội vã. Thế nhưng mà như chị thấy, tôi thấy rằng là qua cái du lịch đường sông này thì tôi muốn là để cho đưa đến cho mọi người một cái sản phẩm du lịch đặc thù. Nó có ý nghĩa như là một cái sản phẩm hơi vừa kết hợp với cái thư giãn, nghỉ ngơi và tìm hiểu những nền văn hóa dọc theo hai bên các con sông. Ngay từ điểm đầu tiên của hành trình, du khách sẽ không thể bỏ qua Moscow, trung tâm chính trị, văn hóa và kinh tế của Nga và là thành phố lớn thứ 5 trên thế giới. Trong đó có những địa danh quen thuộc như Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Tu viện Trinh Nữ, Đồi Chim Sẻ, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, nay vẫn còn nguyên vẹn vẻ lộng lẫy. Mặt khác, Moscow cũng có những nhà hàng, quán bar, trung tâm mua sắm xa hoa bậc nhất trên thế giới. Hành trình đi bằng du thuyền từ Moscow đến Saint Petersburg là một trải nghiệm mới lạ tuyệt vời, với cảm giác lên đên sông nước thật lãng mạn và mộng mơ, theo dòng Volga tới những miền phong cảnh thiên nhiên quyền ảo mà bạn không bao giờ có thể chạm tới nếu đi bằng đường bộ. Du ngoạn bằng tàu thủy theo dòng Volga, hệ thống đường thủy Volga Baltic và sông Svir từ Moscow đến Saint Petersburg, du khách sẽ được đến thăm những thành phố và làng mạc có ý nghĩa cho sự hình thành và phát triển tạo nên tính cách Nga. Tất cả mọi người thì tôi nghĩ là cũng rất là bận rộn với cuộc sống, thì một cái chuyến đi du lịch bằng du thuyền thì tôi cảm thấy là mọi sự quên đi tất cả mọi cái vội vã, cái ồn ào tấp nập của cuộc sống đời thường, và mình có một cái chuyến đi nó rất là êm đềm và tôi rất là thích ạ. Hồi trước tôi hay đi xe bus đi chơi tour Âu Châu chẳng hạn, nhưng mà cái đó là giống như cưỡi ngựa xem hoa, đi chẳng thấm thía gì. Đi như thế này cũng là một cái đi vào sâu vào trong cái xứ người ta, trong làng mạc, thì cái này cũng là một cái hay, nhưng mà thời gian đi thì mười mấy ngày thì tôi thấy cũng vừa lắm.
Катюша, на високі дірі на крутой, на високі дірі на крутой. Виходила Катюша. Nếu có ai đó từng nghĩ rằng ngồi trên tàu hàng giờ thật tẻ nhạt thì hẳn sẽ phải thay đổi suy nghĩ khi đến với tour trên sông Volga của chúng tôi. Cuộc sống ở trên tàu là một trải nghiệm không kém thi vị và lãng mạn so với việc thăm thú những công trình làng mạc, thành phố nổi tiếng của nước Nga. Tour này nó rất là thú vị. Thú vị ở chỗ là nó đạt được cái mong muốn của mình là tìm hiểu được cái văn hóa của nước Nga, rất là nhiều chương trình và cái nội dung giới thiệu thì nó khá là chi tiết. Và mình nghĩ là cái tour này như vậy thì không chỉ những người trẻ mà nó sẽ phù hợp với cả với những người lớn tuổi. Rõ ràng là chúng ta đã có những trải nghiệm rất là khác biệt về du lịch. Chúng ta đã thực sự được hưởng thụ quy trình du lịch chuyên nghiệp thực thụ, mà ở đó gần như là chúng ta đã tách khỏi cái thế giới văn minh. Chúng ta đã được trải nghiệm tìm hiểu về văn hóa, phong tục, con người và đặc biệt là thiên nhiên nước Nga trên những dòng sông. Và một cái nước Nga trong tôi ấy, nó ở trên dòng Volga
nó khác hẳn với một nước Nga mà tôi biết qua sách báo, qua truyền hình và một nước Nga ồn ào ở Moscow. 3 ngày trọn vẹn ở Saint Petersburg, du khách có đủ thời gian thư nhàn để thưởng ngoạn một thành phố mang đậm hương vị châu Âu với những công trình kiến trúc cổ xưa huy hoàng đầy quyến rũ, gợi nhớ một thời kỳ hoàng kim rực rỡ của Sa Hoàng Nga. Đặc biệt, nếu bạn yêu nghệ thuật, thành phố này có viện bảo tàng Hermitage nổi tiếng thế giới, nơi trưng bày hơn 3 triệu tác phẩm nghệ thuật của nhân loại. Vào mùa thu, những triền lá vàng trải dài ven sông sẽ cuốn theo những cảm xúc của bạn thả trôi trong gió lạnh. Những câu chuyện về quá khứ, tình yêu sẽ bừng cháy trong tâm hồn bạn, khiến bạn có thể mỉm cười hoài nhớ những kỷ niệm ngày xưa. Du khách cũng không thể bỏ qua đại lộ Nevsky tuyệt đẹp với những hình khối kiến trúc thanh nhã, được chia cắt bởi các con đường nhỏ, in dấu chân nhiều minh tinh màu bạc trên thế giới. Các doanh nhân, tài tử, chính khách và triệu phú từ mọi quốc gia. Trên sông Neva, vào ban đêm từ 0 đến 2 giờ sáng, thường có hàng trăm du khách chọn địa điểm hai bên bờ sông, hân hoan chờ đón thời khắc được ngắm nhìn các cây cầu trên sông Neva tách đôi để nhường cho tàu bè đi lại. Có một thứ cảm xúc thật khó cưỡng lại khi đứng ở nơi này. Chuyến du hành 12 ngày đêm chưa bao giờ lại đầy ắp cảm xúc và kỷ niệm đến như vậy. Đó là vì nước Nga quá hùng vĩ, phong cảnh thiên nhiên Nga quá nên thơ, tâm hồn Nga quá gần gũi. Hãy bắt đầu chuyến du lịch nước Nga theo sông Volga huyền thoại từ Moscow đến Saint Petersburg trên những du thuyền sang trọng để khám phá nước Nga chân thực nhất theo cách thư giãn, tiện nghi và lịch lãm nhất. Chúng tôi vinh hạnh được làm người phục vụ tin cậy đồng hành cùng quý khách trong những chuyến du ngoạn với ấn tượng không bao giờ quên. Focus Travel.